MC sự kiện chào mừng Trung Thu cần làm những gì? Là người dẫn dắt câu chuyện, MC đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành bại của một chương trình. Do vậy, việc lựa chọn ai sẽ là người đồng hành cùng các bé là việc đáng phải quan tâm. Đối với chương trình Trung Thu cho trẻ em, MC đặc biệt hơn chính là hóa thân thành chú Cuội và chị Hằng. Đây là hai nhân vật rất quen thuộc mà bạn nhỏ nào cũng biết. Việc sử dụng MC hóa thân vào nhân vật cổ tích sẽ đem lại sự thích thú cho hầu hết khán giả của chương trình. Các bạn nhỏ cũng hào hứng tương tác với chương trình hơn. MC chú Cuội và MC chị Hằng còn có nhiệm vụ hoạt náo, tổ chức trò chơi, kể chuyện hay phát quà cho các bạn nhỏ. Hôm nay, Yukena sẽ chia sẻ với các bạn mẫu lời dẫn Trung Thu hấp dẫn, lôi cuốn. Chị Hằng xuất hiện. Loa 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 loa, các bạn nhỏ ơi, có biết chú Cuội ở đâu không nhỉ? Các bạn hãy cùng chị Hằng gọi thật to để mời Cuội xuống đây chơi cùng chúng ta nào. Chú Cuội đi ra. Cuội đây, chú Cuội xin chào tất cả các bạn nhỏ. Chị Hằng, sao Cuội lại đội cái gì trên đầu thế này? Các bạn nhỏ có thấy Cuội hôm nay ăn mặc lạ quá không? Chú Cuội, chú Cuội đố các bạn nhỏ đây là cái gì đấy? Các bạn nhỏ, mũ bảo hiểm. Chú Cuội, đúng rồi, chú Cuội thấy các bạn nhỏ dưới này vui Tết Trung Thu thích quá, mà một mình trên cung trăng thì quá là buồn chán, nên nhân lúc Ngọc Hoàng đang ngủ, Cuội đã lẻn trốn xuống đây để vui chơi cùng các bạn nhỏ đấy. Nhưng chú Cuội ơi, sao chú lại đội mũ bảo hiểm ạ? Chú Cuội, các bạn biết vì sao không? Là tại vì đường từ cung trăng xuống đây rất là xa nên Cuội phải đội mũ bảo hiểm, đảm bảo an toàn cũng như không bị vi phạm giao thông. Sau đó, chú Cuội và chị Hằng có thể đưa ra các trò chơi giải đố, ai nhanh tay và trả lời chính xác nhất sẽ nhận được quà. Để tiếp tục chương trình thì sau đó MC chú Cuội và chị Hằng hãy cùng giới thiệu các bài hát do các bạn nhỏ lên thể hiện. Kết thúc chương trình, chị Hằng có thể nói: các em ơi, hôm nay các em có thấy vui không? Không để các em phải chờ lâu nữa, chương trình phá cỗ trông trăng sẽ diễn ra ngay bây giờ. Kính thưa các vị đại biểu, chương trình Vui Tết Trung Thu đêm hội trăng rằm đến đây là kết thúc. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các bậc phụ huynh, ban lãnh đạo cùng toàn thể các em nhỏ đã tới dự đêm Trung Thu đầm ấm và hết sức vui nhộn hôm nay. Chúc các em nhỏ luôn chăm ngoan, học giỏi và luôn nghe lời ông bà cha mẹ nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Trên đây mới là một kịch bản dẫn chương trình Trung Thu mà Yukena đưa ra cho các bạn tham khảo. Một kịch bản chương trình Trung Thu hay sẽ tăng thêm sự thích thú cho các bé. Chúc các bạn thành công!